Kinh nghiệm của tâm vô niệm. Một lạc ma viết: khi có kinh nghiệm về sự an lạc trong sáng phát xuất từ thói quen của tâm, lúc đó ý niệm vẫn xuất hiện nhưng lập tức tan vào tánh không trong sáng bao la mà bạn đang hòa nhập, như làn sóng tan vào biển cả. Sự cảm nhận trống không như một kinh nghiệm của tâm vô niệm, cảm giác an lạc trong sáng và trống không, chúng báo hiệu tiến gần đến giác ngộ giải thoát. An trú vào cảnh giới tịch lặng. Để tâm an trú vào chỗ tịch lặng như hư không của chân tánh, đây là cảnh giới tự do rời chấp ngã. Thiền sư Tiến Ấn khi hành công phu đắc lực viết rằng: kim cang chánh thể hiện rõ ràng, cảnh vật muôn ngàn bát nhã quan. Nghĩa là lúc nào kim cang chánh thể cũng hiện bày, đó là trí huệ bát nhã luôn luôn soi sáng mà mọi hiện tượng xung quanh không làm gì được. Nên nói thấy sâu hiểu rõ, làm cho đúng, từ cửa sáu căn đi vào biển chân tánh rộng lớn bao la. Tâm vô minh. Khi tâm không còn trụ trong tánh không của nó, chính sự trong sáng rộng lớn này cho phép tâm mê muội biểu hiện một cách đa dạng, gọi là bản ngã tác quái. Đây chính là sự sai lầm của tâm. Tâm không biết sự trong sạch của chính nó, nên đã phát ra vô số ý nghĩ, luôn luôn phân biệt tốt xấu theo sự phán đoán của nó. Phát triển nội tâm. Tâm của mỗi người vốn hợp nhất với chư Phật, tức tâm, tức Phật. Nhưng vì nó vô minh, cùng si mê, nên bị rơi vào lưới tham sân si, chẳng thể tự cứu. Này muốn phát triển nội tâm ở giai đoạn đầu, phải suy tư, quán tưởng, tức từ trong ý thức phát sinh ra một hình ảnh của tự tánh sáng rỡ như mặt trời, để dẹp bỏ đi tri thức bình thường chấp trước. Làm như vậy, tức đem tri kiến Phật dẹp tri kiến chúng sinh, để ruộng tâm không trưởng dưỡng cỏ vô minh. Đất tánh thường khai hoa trí tuệ. Nên tổ sư bảo: quý vị có một cây tích trượng, tôi lại cho quý vị thêm một cây tích trượng nữa. Ý nói, quý vị đã có một cây tích trượng là biểu thị cho dòng tưởng quá nhiều. Muốn dẹp các dòng tưởng này, tổ sư dạy quý vị niệm Phật, lễ Phật để sống với Phật tâm, tức là cho thêm một cây tích trượng nữa. Câu hồng danh là âm thanh giải thoát. Sách Tướng Học nói: nhất thanh, nhị sắc, tam hình. Nghĩa là muốn biết tướng trạng con người, âm thanh đứng đầu, kế đến sắc diện, thứ ba mới đến ngoại hình. Nhân vào lời nói mà có thể biết được đó là người quân tử hay kẻ tiểu nhân, giàu sang hay hèn hạ. Khi xưa có tướng Trần Bình Trọng bị giặc Tàu bắt, dụ Hàn và hứa sẽ phong dương cho ông. Ông thét lớn lên rằng: ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm dương đất Bắc. Câu nói này được ghi vào sử sách để người sau học gương anh hùng của ngài. Trái lại, tiếng cười của nàng Bao Tự khiến cho nước mất nhà tan. Trong đạo Phật, ở Mật Tông, thần chú là những câu nói chứa đựng âm thanh đặc biệt, có công năng thần bí. Như thần chú Lăng Nghiêm, hòa thượng Tuyên Hóa dạy: người tụng thần chú Lăng Nghiêm, thân, khẩu, ý
chiếu sáng cả trời đất và con người. Này ở tông Tịnh Độ, khi niệm danh hiệu A Di Đà, tâm hành giả chiếu sáng vô lượng vô biên. Kệ xưa viết: tiếng Phật thường tuyên, huệ quang thường chiếu. Như Lai ra khỏi triền phược, nói bức tranh mây nước. Mây gặp lạnh thành nước, rồi xuống thành mưa. Nước mưa thấm vào rễ cây để nuôi lớn thân cây. Nhưng nước ở trong thân cây lộn với mũ cây, lúc ấy không thể tách ra được nước riêng và mũ cây riêng. Nhưng trên lá cây gặp ánh sáng mặt trời chiếu vào, khiến nước bốc hơi thành mây trở lại. Ngày nay đi rừng thiếu nước, lấy một cái bao ni lông lớn trùm một số lá trên cây. Ánh sáng mặt trời rọi vào, nước sẽ bốc hơi đồng lại trong bao ni lông, ta sẽ được nước uống tinh khiết. Cũng vậy, từ tánh thanh tịnh tâm chiếu sáng vô hạn như ánh sáng mặt trời, một ít tia sáng vào thân khiến cho thân có ra tác dụng thấy biết. Nhưng lúc thấy biết thì tâm cảnh lộn lạo. Nay niệm Phật giúp cho ánh sáng từ tánh chiếu sáng vô hạn thoát ra khỏi thân, lìa sự thấy biết, gọi là Như Lai ra khỏi triền phược. Quán tưởng. Quán tưởng là khả năng nhìn bằng đôi mắt của nội tâm một hình ảnh nào đó. Nhờ vào định tâm, nó chỉ còn là hình ảnh duy nhất trong không gian nội tâm. Nên trên con đường tiến đến giải thoát, quán tưởng là phương pháp không thể thiếu được. Vì vậy, người xưa nói: tâm tồn, pháp quán. Phiền não tức Bồ Đề. Dù mình khởi lên ví như khí trời lạnh lẽo, làm cho nước đóng thành băng, băng tuy từ nước mà ra, nhưng cả hai đều có tác dụng khác nhau. Nếu lấy một ly nước tạt vào ai, người đó không hề hấn gì cả. Ngược lại, lấy một cục băng chọi vào người ai đó, nhất định sẽ có sự tổn thương. Băng dụ cho phiền não, nước dụ cho Bồ Đề. Nếu có thể làm cho băng tan thành nước thì mới có lợi cho muôn loài. Này chuyện phiền não thành tạng tâm sáng suốt, tức giải thoát. Đó là thâm nhập trí huệ Phật. Kệ xưa viết: dẹp bỏ mọi tấm màn che ám, xoay tâm thước khỏi con đường sai lầm, thường trực nhắm vào đối tượng trong sáng bao la và hoàn hảo. Tôi an định tâm tôi vào thiền định thường hằng. Đức Đạt Lai Lạt Ma viết: qua sự triển khai quán chiếu từ tánh trong sáng và định tĩnh của tâm thức, ta hủy diệt màn che làm tối sự hiểu biết. Thanh tâm. Niệm Phật được gọi là thanh tâm, chính là biến cái tâm đen tối thành tâm sáng lạng. Nên đương khi niệm Phật mà không sinh niệm thứ hai, tức rời xa căn trần, chỉ còn lại một điểm linh quang rực rỡ, tự tánh Di Đà xuất hiện. Vì câu hồng danh biểu hiện bằng âm thanh tâm cảnh giác ngộ của ý thức. Đây là cảnh giới tự do, tự tại, xa rời ngã chấp. Lại niệm một câu A Di Đà là sống giới giác trí thường chiếu, mới vượt khỏi sự ràng buộc của tức tâm. Nên câu A Di Đà là ngõ tắt đưa chúng sinh ra khỏi tam giới. Công đức tự tánh. Trong biển tự tánh có đầy đủ công đức tự tại, nên tất cả đều sẵn đủ. Vì thế một câu thánh hiệu không phiền hà gì, mười niệm thành công vượt hơn mười kiếp. Vì vậy chúng sinh mê lầm thọ thai ngục, còn hành giả niệm Phật bước lên thai sen.
vì tánh của bào thai là từ tánh biến hiện, chứ không phải từ bên ngoài đến. Nên nói, không biết A-di-đà, Di-đà ở phương Tây xa. Biết A-di-đà, A-di-đà chỉ tại nhà mình. Tại nhà mình, tức ngay nơi niệm của mình mà thành tựu. Do một tâm đầy đủ mười pháp giới, nên khi niệm Phật thì pháp giới Phật hiện ra. Niệm Phật trong ánh sáng. Phàm tiếng là tiếng của tâm, còn ánh sáng là ánh sáng của tâm. Tức là Phật dạy tư tưởng là ánh sáng. Nên khi niệm Phật thì ánh sáng chiếu khắp nơi. Khi niệm Phật thì ánh sáng phát ra ngoài thân và chiếu ra ngoài không dứt. Chúng ta có thể thấy toàn thể thế giới này tràn đầy ánh sáng thuần khiết và an bình. Phật quang chiếu sáng vô tận. Do đó, niệm Phật là chúng ta làm bùng cháy và làm lớn mạnh ánh sáng trí tuệ vốn sẵn có của chúng ta. Không sợ vọng tưởng. Hòa thượng Hư Dân dạy: chẳng sợ vọng tưởng, chẳng cần phí sức hàng phục chúng. Chỉ việc ngưng tâm khởi liên tục thì tự rời vọng tưởng. Vì vậy bảo rằng biết vọng khởi là giác ngộ, nghĩa là xa rời vọng tưởng. Phải lợi dụng vọng tưởng để hạ thủ công phu, xem coi chúng xuất phát từ chỗ nào. Nếu nhận ra vọng tưởng vô tánh, bản thể vốn không, thì liền trở về bản tánh không của chúng. Từ tánh pháp thân chư Phật ngay đó thường hiện. Lúc gặp cảnh khởi tâm, làm sao đối trị? Hòa thượng lại đáp: cảnh vốn không tốt xấu, tốt xấu do tâm khởi. Tâm nếu không chạy theo danh lợi thì vọng tình do đâu mà khởi? Chân tâm mặc tình giác biết khắp nơi. Tâm tùy thời tự tại, chẳng cần đối trị, tức gọi là pháp thân thường trụ, chẳng biến đổi khác lạ. Xoay về cội nguồn. Nếu muốn trở về cội nguồn, công phu tu phải khởi từ tánh thanh tịnh pháp thân. Tức là từ tánh khởi tu, từ tu trở lại tánh. Từ sáng đến tối, đi đứng nằm ngồi phải mài dũa tập khí, không cho sinh khởi các niệm tham sân tình chấp. Do đó tìm lại được nguồn tâm, nghe lại từ tánh. Nghe lại từ tánh tức xoay cái nghe trở về từ tánh, thoát khỏi âm thanh, nhập vào từ tánh, liền được tịch tỉnh. Hòa thượng Hư Dân dạy: dùng tánh nghe để trì danh hiệu Phật, sao không tự biết cái nghe? Nghe lại từ tánh liền thành đạo vô thượng. Bởi tâm thì động, còn từ tánh tĩnh lặng chiếu sáng. Khi đạt đến nơi thanh tịnh cùng tột thì ánh sáng trí huệ liền biểu hiện chiếu soi thông suốt. Đó là công phu nghe lại từ tánh. Pháp môn nghe lại từ tánh có được xem là tham thiền không? Hòa thượng Hư Dân đáp: nói chiếu cố thoại đầu, tức là bảo quý vị thời thời khắc khắc đơn độc trụ nơi niệm hồi quang phản chiếu vào cái không sinh không diệt. Phản văn từ tánh nghĩa là nghe lại từ tánh của mình. Hồi tức là xem ngược lại cái không sinh không diệt của từ tánh. Cái nghe khác với cái chiếu, tức là khi thuận dòng nghe âm thanh thấy sắc tướng, tuy nghe mà không vượt ngoài âm thanh, thấy không vượt khỏi sắc tướng, hiển nhiên phân biệt rõ ràng. Lúc đi ngược dòng, nghe lại từ tánh của mình, không chạy theo âm thanh
sắc tướng, trở về nguồn nhất thể tinh minh, một thể sáng soi. Khi ấy, cái nghe và cái thấy không còn là hai. Chúng ta nên biết rằng, gọi là chiếu cố thoại đầu hoặc là nghe lại tự tánh, tuyệt đối không dùng mắt để thấy, dùng tai để nghe, chỉ đơn độc trụ nơi một niệm, không sinh, không diệt. Ngài Hám Sơn viết kệ: ánh trăng chiếu suối nguồn, trong suối chẳng có trăng, trăng treo trên trời xanh. Tâm giác ngộ chiếu sáng khắp cả đại địa, tâm này trụ nơi hư không tịch tỉnh, mà không chấp một vật, không thọ một pháp. Tánh giác linh minh sáng suốt, đầy đủ muôn đức, diệu dụng hàng xa, không thể giả lập tu chứng. Chiều hướng tu tới tánh vô hạn của pháp giới. Niệm Phật đích thực là để tâm an trú vào tánh giác. Khi đạt thành, không còn bị lệ thuộc bất cứ một pháp nào bên ngoài. Phật tánh lúc đó tỏa lan ánh sáng rực rỡ, không ngăn ngại. Sự nhiệm màu lợi ích của niệm Phật thật vô cùng, giúp cho một đời giải thoát. Niệm Phật là trả lại tự do, tự tại của tâm. Ta niệm Phật để trả lại sự tự chủ của tâm. Nếu tâm không duyên vào các bóng dáng sáu trần, nó sẽ không rối loạn ở mỗi thời khắc. Chỉ cần tâm có thể giữ được sự độc lập với các bóng trần trong một khắc, ta sẽ thấy được thực chất của khoảnh khắc đó trống không, trong sáng. Như vậy, tâm như thủy tinh và có ý thức. Xem trọng nơi huyễn hữu. Hòa thượng Hư Dân dạy: người sơ cơ đầu tiên phải đặc biệt xem trọng nơi huyễn hữu. Nếu lầm chấp nghĩa không mà trở thành kiến chấp đoạn diệt, thì nhất định sẽ bài bác lý nhân quả, cùng hủy bán thế tục đế. Do đó, tạo tội hủy bán Phật pháp so với kiến chấp thường thì tội nặng hơn. Nếu tục đế phá hoại thì thắng nghĩa đế cũng không tồn tại. Huyễn hữu và chân không phải hỗ tương dựng lập. Nếu phá hoại cái này sẽ phá hoại cái kia. Do đó bảo rằng cả hai, tục đế và đệ nhất nghĩa đế, đều là duyên khởi tánh không. Đó là chánh kiến thù thắng của giáo nghĩa trung đạo. Nếu chấp không thì thiếu sót sự thành tựu lý pháp thân. Như thế chẳng đạt đến quả gì Phật, mà không có cách nào để cắt đứt cội nguồn sinh tử. Khi còn vô minh, chúng ta nghĩ mình sẽ tìm thấy hạnh phúc lâu bền trong cuộc sống thế gian. Này phát tâm tu hành, có nghĩa là đã nhận biết rõ luân hồi là đau khổ, cuộc đời là vô thường. Hòa thượng Tuyên Hóa viết kệ: cảnh phú quý một trường xuân mộng, bả công danh một đám phù dân, thân này xương thịt chẳng chân, tình ân ái sẽ trở thành cừu hận, gông vàng đeo cổ chi thêm quấn, ngọc quý đừng mang bận tấm thân, thanh tâm bớt dục thoát trần, hưởng thú phong quang làm bổn phận. Hành giả cầu giải thoát, bớt tham muốn, sống lại với Phật tâm thanh tịnh chiếu sáng, lấy đó làm bổn phận hàng ngày trong lúc tu nhân. Bốn phương pháp niệm Phật của Hòa thượng Tinh Dân. Hòa thượng dạy: tôi đã niệm Phật hơn 50 năm, chủ trì các khóa tu Phật thất hơn 100 lần, nên đối với việc niệm Phật tôi có vài điều tâm đắc, này tôi muốn nói ra cho thính chúng nghe. Tôi đề ra bốn pháp niệm:
tùy ai thích niệm theo pháp nào thì cứ như pháp đó mà thực hành, đi đến chí thành tha thiết để được cảm ứng với Phật A Di Đà. 1. Dùng tâm niệm bi thiết. Giống như một đứa bé bị oan ức khóc to: "Ôi má ơi!" Nó rất thương tâm, gào khóc lớn xin mẹ giúp đỡ. Chúng ta niệm A Di Đà Phật cũng theo cách ấy: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm đến trào nước mắt, niệm đến đau khóc nhỏ lệ, giống như đứa bé bơ vơ không nơi nương tựa. Đem tất cả nỗi oan ức đau thương giải bày trước đấng từ phụ A Di Đà Phật, niệm rất mực thành khẩn để có thể rửa sạch sầu khổ trong lòng. 2. Dùng tâm niệm hoan hỷ. Giống như cách ca hát A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm một cách hoan hỷ như đứa trẻ đi lạc biết được đường về. Đến quỳ dưới tòa Phật Đà, trong lòng vừa bình an vừa hoan hỷ. 3. Dùng tâm niệm không hư. Thế nào gọi là tâm niệm không hư? Tức là niệm cho được người cũng không, ta cũng không. Niệm cho được tay cũng không, chân cũng không. Niệm cho được mọi cái đều không có, không có sự đối phó giữa người và ta, không có sự khác biệt giữa yêu và ghét. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Tất cả thế giới đều không có, chỉ có âm thanh A-di-đà Phật vang xa vời vợi. Nếu bạn có niệm thành thục thánh hiệu A-di-đà Phật, niệm thành thật để quên đi cái tâm ta đang trì niệm, nhất định có thể thấy Phật. 4. Dùng tâm niệm thực tại. Ngồi bất kỳ nơi đâu, trên xe hơi, xe lửa, đều có thể niệm được. Không dùng tràng hạt đếm số cũng niệm được tự tại vô ngại, vì các cột dây điện trên đường chính là tràng hạt của tôi. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Từng gốc cây, từng gốc cây. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật cũng là một câu Phật hiệu của tôi. Thậm chí tôi lấy từng người để niệm A-di-đà Phật. Núi sông, đất đai, tất cả chúng sinh đều dùng để niệm thành A-di-đà Phật. Trong A-di-đà Phật có ta, ta với A-di-đà Phật tuy hai mà một, tuy một mà hai, vui không có gì sánh bằng. Nhìn qua bốn cách niệm của Hòa Thượng Tinh Dân thì hai cách trên xếp vào sự niệm, còn hai cách dưới thuộc về lý niệm. Này nói về phần niệm lý, tức bát nhã tịnh độ. Bát nhã tự duyên khởi mà rõ tánh không, trong tánh không mà không hoại duyên khởi. Tịnh độ tức tánh không mà duyên khởi, tùy duyên khởi mà không ngại tánh không. Này, tùy duyên khởi mà không ngại tánh không, nên niệm cho được trời cũng không, đất cũng không, người cũng không, ta cũng không. Chỉ có một âm thanh A-di-đà Phật vang xa vời vợi. Nói khác hơn, nơi trì quán hiểu rõ, chỉ có phần ánh sáng của âm ba vang xa khắp nơi, giống như mùi hương là phần tinh túy của hoa lan tỏa trong không gian. Xét phần tuy tánh không mà duyên khởi, kinh Hoa Nghiêm nói: "Danh từ thế gian bao nhiêu, hồng danh chư Phật đồng số đó." Nên nói một chiếc lá là một Di Đà, Như Lai là mỗi hàm linh. Là như trong nhà thiền nói:
ngàn thông xanh biết mấy pho kinh, hay hoa vàng trúc biết phô màu đạo. Nơi đâu là tịnh độ? Một hôm, đệ tử của Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất hỏi rằng: Lạy Đức Thế Tôn, tất cả thập phương chư Phật đều có tịnh thổ, Phật A-di-đà có Tây Phương Cực Lạc, Phật Dược Sư có Đông Phương Lưu Ly tịnh thổ. Thế thì tịnh thổ của Ngài ở đâu? Phật Thích Ca mỉm cười, Ngài đưa bàn tay chạm vào mặt đất. Bỗng nhiên tất cả bầu trời, mặt đất, cây cỏ đều biến thành một màu vàng rực rỡ. Ngài nói với chúng đệ tử rằng: Đây chính là tịnh thổ của ta. Nếu lòng ta thanh tịnh thì cỏ cây, mây nước đều thanh tịnh. Chỉ vì trong lòng các đệ tử chưa được thanh tịnh, cho nên không nhận rõ được nơi này là tịnh thổ đó thôi. Niệm Phật là châm ngọn lửa trí tuệ. Hành giả niệm Phật A-di-đà là niệm bản chất sáng suốt vô hạn của tâm, khiến cho bản chất hiển lộ. Nên nói, dù tất cả chúng sinh đều có sẵn Phật tánh, nhưng tự Phật tánh nó không thể đốt cháy tham dục nếu không châm ngọn lửa trí tuệ siêu diệt. Đó chính là danh hiệu A-di-đà. Hòa thượng Hư Dân khai thị: Người tu tịnh độ dùng câu niệm Phật như mồi lửa để làm cho tia sáng siêu phàm bên trong sáng lên. Người niệm Phật tập trung nghiêm cẩn vào câu hồng danh, làm hiển lộ ánh sáng Phật tâm. Ngài Thân Loan tóm tắt bằng một câu nổi tiếng: Danh hiệu Phật A-di-đà là sự biểu lộ thành tiếng của ánh sáng, và ánh sáng là sự biểu lộ không thành tiếng của A-di-đà. Lộ trình. Hòa thượng Hư Dân nói: Lộ trình nếu biết sinh tử liền ngưng. Ngài dạy lộ trình chính là sự xả bỏ thân tâm, thì sự giải thoát sẽ đến trong gang tấc. Nếu đã xả bỏ thân tâm thì đi đứng nằm ngồi đều sống với tâm Phật chiếu sáng, vậy lo gì không được giải thoát? Vì vậy, người niệm Phật mà sức niệm không rời được ngã chấp, trong lúc niệm Phật lại có các tướng thấy nghe nổi lên, thì bị sáu trần trói chặt, như con chim không sao thoát khỏi lồng. Đến lúc căn trần tiêu, chỉ còn một tánh trong sáng độc chiếu, như con chim sổ lồng, hết sức tự do, tự tại. Niệm Phật là thấp sáng tự tánh. Phật A-di-đà có tánh sáng vô lượng, chúng sinh cũng có tánh sáng vô lượng. Này niệm danh hiệu Phật A-di-đà, tức là dùng ánh sáng của Phật để khơi dậy ánh sáng Phật tâm của hành giả. Nếu hành giả tiếp tục niệm danh hiệu Phật càng nhiều thì gom tựu được nguồn ánh sáng siêu nhiên càng nhiều. Khi đó, màn vô minh nghiệp lực của hành giả dù có dày đến đâu cũng được phá tan bởi nguồn sinh lực của tự tánh Di Đà. Niệm Phật để phản bổn hoàn nguyên. Niệm Phật là dần dần thanh lọc cái tâm thường ngày, làm cho nó thoát khỏi mọi khái niệm, thêm tỉnh thức để thấy mọi sự tự nó trống rỗng, không thực chất, như huyễn, như mộng, chỉ là tánh rộng sáng. Tổ sư nói phản bổn hoàn nguyên, có nghĩa xưa như thế nào thì trở lại như thế đó. Xưa cái gì cũng không, chỉ có tự tánh quang minh. Bây giờ hoàn nguyên là quay trở lại trạng thái cái gì cũng chẳng có, chỉ có tự tánh rộng sáng. Bản thân mọi vật đều là tự tánh không sinh không diệt, nhiệm màu trong sáng.
Nghĩ vậy, chúng ta hãy để tâm trí lặng lẽ ở trong bản thân nó, ta hòa một với nó. Niệm Phật là pháp môn đệ nhất sử dụng danh hiệu Phật mà thâm nhập Như Lai Tạng, chuyển biến tâm huyễn hóa hư dối trở về tánh viên giác. Niệm Phật tiêu trọng tội. Kinh Nhật Mani chép: Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp, tà quán chúng sinh tuy trải qua ngàn vạn ức kiếp ở trong dục ái bị tội che phủ, nếu nghe kinh Phật sinh một niệm thiện, tội liền tiêu diệt hết. Nên nói, chút thiện nhỏ có thể phá ác lớn, như một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy tất cả. Vì vậy, kinh nói, niệm một câu Phật hiệu tiêu 84.000 ức kiếp trồng tội. Khó hành đạo và dễ hành đạo. Thập trụ Tỳ Bà Sa Luận nói có hai lối tu: nan hành đạo, tức là khó hành đạo, và dị hành đạo, tức là dễ hành đạo. Một, nan hành đạo. Chúng sinh ở cõi ngũ trược trải qua vô lượng đời chư Phật, cầu ngôi A Bệ Bà Trí, tức là quả Phật, thật rất khó được. Do tu tự lực, không có tha lực hộ trì, nên sự tu hành rất khó khăn. Ví như người què yếu, đi bộ một mình, tuy rất khó nhọc, song chẳng qua chỉ đi vài dặm trong một ngày. Hai, dị hành đạo. Chúng sinh ở cõi này, nếu tin lời Phật, tu môn niệm Phật, nguyện sinh tịnh độ, tức nhờ nguyện lực Phật nhiếp trì, quyết định giảng sinh không còn nghi. Dĩ như người tầm thường nương theo luân bảo của Thánh Dương, trong một ngày có thể du hành khắp bốn châu thiên hạ. Đây không phải sức mình mà chính nhờ thế lực của chuyển luân chương. Trong cái chết có niềm hy vọng. Tạng thư sống chết viết: hãy nhìn sâu vào vô thường, bạn sẽ có một thông điệp khác đầy hy vọng lớn lao, một thông điệp làm cho bạn mở mắt ra trước bản chất trong sáng của vũ trụ và mối tương quan kỳ diệu giữa ta và nó. Chư Phật từ bi và thiện xảo truyền cho chúng ta một phương pháp niệm danh hiệu A-di-đà để triệu thỉnh chính cái nhập thể ánh sáng ấy, tức là A-di-đà với hào quang chói lọi đến tiếp dẫn chúng ta giảng sinh cực lạc. Thêm vào đó, chúng ta hiểu A-di-đà là bản tánh thanh tịnh của chúng ta, còn bản chất sáng vô hạn của tâm, bản chất ấy hiện ra trong khi ta vừa chết.